Xin chào quý bạn và các vị Mình là MC Sở Nguyên Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của series Nhân chứng sống Câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay do một bạn có Facebook là Phủ Lạng Thương chia sẻ Chuyện được kể vào năm 2021 Về một công việc rất là đặc biệt Đó là nghề cầu sát Năm 20 tuổi tôi theo đàn anh làm nghề câu xác trên sông mã chúng tôi sinh sống ở vùng sông nước ăn cơm của sông nước phục vụ sông nước và có thể bỏ tính mạng mình cho sông nước mỗi năm đều có nhiều người chết và mất tích dưới làn nước lạnh lẽo ấy sông mã thì có nhiều nhánh nhiều đầm phá ngày nào cũng có người chết đuối bao nhiêu gia đình không tìm được xác của người thân để an táng bao nhiêu linh hồn vất vưởng làm quỷ nhân gian chỉ vì không thể quay trở về nhà Kiếm sống bằng cái nghề này Tiền cũng đủ sống Câu xác không phải là như câu cá tôm Thi thể con người mang theo vô số hình thù kỳ quái Linh hồn chết oan lại cực kỳ hiểm ác Mà những cái người vớt xác Cũng đâu khác gì thầy đồng bà mo trên cạn Đều là những kẻ ăn cơm người chết Sống nâng nhờ người chết Khổ cực nguy hiểm là thế Nhưng có tiền và xác định việc làm phúc nên vẫn miệt mài hành nghề mỗi ngày. Bộ lưỡi câu xác của chúng tôi dài 50 mét. Mỗi lần câu được vào xác người xấu số, số, nào đó là lưỡi câu mắc lại dính vào quần áo hoặc da thịt. Dính quần áo thì đỡ, chứ mà dính vào thịt thì lúc rửa lưỡi cũng ghê. Tôi xin kể cho mọi người một chuyện như thế này. Ngày đó được người ta thuê câu mò xác ở khúc xung quận mùa tháng tư chúng tôi quần thảo hơn chục cây số mà không thấy anh bạn già tôi thắp hương khấn vái gạo muối cung kiếng cũng không ăn thua bảo là hà bá không cho tìm rồi công an rồi người nhà người mất chạy kín mong chờ thuyền câu của chúng tôi mà không thấy Đang định buông xuôi đành chịu thua thì có một bà người dân tộc đi đến bảo chúng tôi giờ tao làm phép để xin thủy thần cho cái xác nó lên Chúng mày cho tao 500 Bọn tôi đồng ý ngay Kiểu người va chạm âm dương Như là biết ai có căn số Bà ấy bảo Người nhà người mất lấy cái áo của người mất Buộc thêm cái liềm cắt lúa Niệm chú một lúc Rồi ném xuống đoạn sông chúng tôi đang đứng Thế mà tầm chục phút sau Cái xác nổi lên thật Mà chúng tôi đã quần thảo ở đó suốt Tôi không biết bà ấy làm thế nào Thế nhưng bảo không tin là không được Thế rồi một hôm Tôi đang ôn thi chuẩn bị thi lại đại học Khi đấy tôi 19 tuổi Học đại học hàng hải được một năm Khoa vỏ Thời kỳ Vinasin còn thịnh vượng Nhưng học không vào Nên được một kỳ thì bỏ về đi câu xác tiếp Tranh thủ ôn thi lại Và số thì cứ gắn liền với người chết Thế rồi có công an xã chạy đến Bảo là đàn anh đi tìm xác của một ông già đi bơi Mọi người bảo nhỏ là hà bá rút chân Tôi thì cho rằng bị chuột rút chìm rồi chết Ước lượng từ lúc bị cuốn đi cho đến giờ thì cũng hai tiếng nước xuôi gió lặng Vận tốc nước thì chừng 20 cây số một canh giờ Mấy anh em chú cháu mang đồ nghề xuôi dòng để kéo ngược lên Theo thủ tục, anh tôi ném nắm gạo tiền vàng xuống, thỉnh mời Hà Bá. Hai đầu âm dương gieo một sấp một ngửa. Theo kinh nghiệm và Hà Bá cho phép rồi, nên sẽ nhanh câu được thôi. Hai chiếc thuyền kéo bộ câu răng ngang sông mùa nước cạn. Tôi cầm một đầu, anh bên kia một đầu dây, có cả bộ đàm để nói chuyện cho dễ. Thuyền ngược dòng, chừng 30 mét, thì khựng lại một cái, anh kia hô nhỏ. Chúng xác rồi Đó là dựa vào cái lực bám níu của dây câu Và thứ bị mắc là biết ngay là cây hay là người Nếu là người thì dây sẽ trùng trình nặng tay Nhưng không căng Do xác người dễ nổi bập bồng Không chỉ như gỗ đá Lần theo dây câu thì chắc sẽ mò được người Tôi lấy đĩa tiền âm dương Cho anh dân gieo lên Gieo một đài ăn ngay Một sấp một ngửa anh dân phi ngay xuống sông để kéo lên xin giải thích một chút phải làm thế vì nếu gieo đài mà không được thần sông đồng ý thì chúng tôi sẽ phải kéo tiếp làm sai có khi phải trả mạng cho thần sông kiếm cơm bằng nghề sông nên phải sống theo thần thường thì có luật bất thành văn của chúng tôi là thầy xác phải đưa lên khỏi nước ngay nhưng phải được các ngài đồng ý anh dân mò xuống đưa xác người đàn ông lên Sang mất tích hai tiếng mà chưa nổi Thì có thể do mắc hoặc bị cái gì đe vào rồi Kéo lên xác lành bệnh nhợt nhạt Chú Cường mới lấy tay ấn thử nhân chung Rồi kiểm tra mạch xem chết hẳn hay chưa Thế nhưng chú rút tay lại hô to Người này bị giết chứ không phải chết đuối Chú chỉ cho mọi người cổ người chết có cái vết dây gì trong túi có đá gạch Màu da cũng chỉ bị xỉn do ngấm nước Chứ không phải sắc tố nước trong dạ dày trương bụng lên Kiểu giết người giấu xác mà thôi Sau tôi có học giải phẫu Thì nhận ra kinh nghiệm dân gian có khi còn nhanh Và chuẩn hơn dụng cụ thiết bị giải phẫu Người chết không phải do chết đuối Thường bụng không to Dạ dày không trương do không uống nước Hàm họng không xính buồn nước dị vật Chúng tôi bản ra cho công an làm khám nghiệm phát y Và thu đồ nghề Đêm đấy Họ mổ ngay bờ sông Nghe đầu tháng sau thì bắt được hung thủ Tôi ngồi ôn bài cũng trên thuyền Vì mấy anh em kia nhậu nhẹt Tôi mới ra sông cho mát Lại không có mũi Thì bập bùng có người bơi giữa sông chơi với Bật máy cho thuyền chạy tới Thì nắm được tay người đấy Cố hết sức kéo lên Mà cánh tay chân tuột khỏi tay tôi Lại chìm xuống Đèn pha chiếu vào Thì nhìn thấy cánh tay quen quen Chạy vội vào khoang thuyền định lấy điện thoại gọi người ứng cứu thì nghe thấy tiếng khì một phát rõ to. Bình tĩnh thì nhớ lại, cánh tay của người đàn ông đợt trước bị giết, chúng tôi vớt lên. Bên cạnh bàn học lúc đấy, tôi mới phát hiện ra có một viên đá nhỏ màu đỏ, chả biết ở đâu. Đánh thuyền về kể cho mấy anh, mấy chú, thì các chú bảo, ông ấy cảm ơn, chết thiêng, mày đem bán đi mà ăn học. Sau đó, tôi có đem bán và đổi được tới hai cây vả nhóm chúng tôi thì có một cái quy tắc bất di bất dịch đấy là lúc nào cũng có sẵn hương nhang gạo muối và tiền xu âm dương mọi thứ bỏ sẵn vào trong một cái xô đựng sơn cũ có việc là lôi ra luôn hôm đấy mọi người nhận lời vào tìm ở một cái hồ hồ rộng một mẫu nước sông nhiều mạch ngầm Xóm bản đã nhờ nhiều người mò mà không thấy Lúc bọn tôi đến Thì có vài ba thanh niên trai tráng Cũng vẫn đang mò Họ mang theo những cái gậy tre Gậy gỗ nhỏ Dài cỡ 2-3 mét Cứ bơi đến chỗ nhất định Rồi cắm cái gậy xuống Sau đó lặn bám theo cái gậy xuống đáy Một tay bám vào gậy Một tay khùa xung quanh Và lặn mở mắt để nhìn Có người không cắm gậy thẳng xuống để mò Thì họ ấn cả cái gậy chìm xuống Rồi lặn theo lặn xa được một đoạn Gậy cầm vừa là để dễ nổi Vừa là diện tích tìm của một người đỡ rộng hơn Do không thể mở mắt sâu dưới đáy nước hồ lâu được Chỉ lặn và tìm như vậy thôi Cách dùng gậy tìm vớt xác như thế này rất hay Nhưng mà không áp dụng Ở vùng sông nước chảy được Đám thanh niên mãi mà không tìm được Mới bỏ lên bờ Để cho bọn tôi làm Nhưng tôi quên không mang xô đồ nghề cúng Thường để trên thuyền mà nay vào hồ Chỉ vội mang theo bộ lưỡi Không mang tiền âm dương Ai cũng thầm chửi vào tay mình Mà chưa dám xuống Còn chủ trừ Tôi cãi là ở sông thì xin hà bá Chứ ông ấy có quản hồ nước đâu mà xin Chú dân mới chửi Mày ngu lắm Còn sơn thần thổ địa Còn long mạch thần Nhìn cái hồ này là tao biết Nhiều người chết ở đây lắm rồi Có rớp đấy con ạ à. Lạ là người nhà bảo Người mất từ 9 giờ sáng đến giờ là 1 giờ chiều Xác vẫn chưa nổi Mọi người tìm kỹ đều không thấy Chỗ ngã trượt chân Dép còn nằm ở trên bờ là quầy gió Xác chìm thì trôi đi đâu được Khoảng cách sâu dưới tầm 3 mét Thì rất khó có hiện tượng Nước đáy trôi ngược dòng Sau rồi Ông Mạnh mới ra bảo nhỏ Với người thân người mất Là vào cho xin ít gạo muối với hương Và chiếc đĩa không Ông ấy mới sắp đồ Nay mang cái bộ lễ cầu dài cả trăm mét Mang đồ ra góc hồ Thắp nắm hương Cắm xuống rồi cúng Tiếp đó rút vài cây Cặp vào cái đĩa Và vái xuống hồ Cũng không rõ ông ấy vái cúng cái gì Mà cứ vừa làm vừa lầm nhầm Thế rồi ông ấy bắt chúng tôi Ngậm củ gừng tươi to đầy miệng Còn ông ấy thì ngậm nước mắm Ngậm gừng thì tôi hiểu Nhưng ngậm nước mắm thì không Hỏi thì ông ấy nhất quyết không nói Chúng tôi mới kéo câu Chú dân bơi khỏe nhất, giỏi nhất Vừa bơi vừa lặn Kéo đồ dây ra ngoài Tôi thì thả câu Ông Mạnh thì bám giữ Hồ nước giữa núi cực hút gió Xuống hồ một lúc là bắt đầu lạnh Miệng thì bắt đầu nhai dập gừng Để giữ ấm bụng nóng trong Tuy nhiên cách này đừng ai học theo Nguy hiểm lắm Gừng là vị nóng, nước thì lạnh Các cụ gọi là âm dương xung khắc nhưng chỉ hợp với dân sông nước quen Hoặc là người liên quan tới âm nhiều thôi Chứ dùng cách này là phá hủy dạ dày và khoang miệng Ông Mạnh thì giữa hai đầu dây câu Đi được cỡ 2 phần tư hồ Thì gặp xác Chúng tôi dạ ám hiệu với nhau ngay Dừng tay lại kêu mệt nghỉ Ông ấy mới lặn xuống Cuốn thêm dây vào xác cố định cho chắc Rồi ngoi lên coi như không có gì Và bơi vào bờ gọi thằng Vinh phụ ra bảo chạy ra xem Hương vì quy tắc là phải xin đại âm dương mới dám mang người mất nên mà giờ không có tiền xu reo nó chạy đến bà là Hương vẫn còn cháy thế là lại bơi ra cái chỗ xác bảo bọn tôi kéo tiếp được 3 mét thì ông ấy kêu dừng hô to thấy như kiểu là vừa mới thấy rồi hô ngay mọi người trên bờ thì xì xào và reo mừng vật vã mãi ông với anh kia mới đưa được người mất lên Sau đấy tôi mới biết là hương đã tắt Nhưng thằng cu vinh cứ kêu bừa là vẫn còn cháy Biết chuyện Chú dân cấm cửa nó luôn Còn ông mạnh thì không bao giờ bén mảng vào cái hồ đó nữa Tôi nghe đầu vài năm sau lại có người mất Cũng có đến nhờ nhưng họ từ chối Ai chẳng sợ khi trái ý thần linh Chú dân bảo Giờ mà ông Mạnh lặn tìm xác ở đó Chắc sẽ theo dớp mà mất luôn Cái xác được kéo lên Là người trung tuổi Xe rượu lang thang hồ Rồi trượt chân té Còn dân bản và bọn tôi bảo Là hồ này có dớp Kiểu gì một hai năm Cũng sẽ có một mạng đi Kế tiếp là câu chuyện Do bạn có facebook là Lâm Tuấn Phong Chia sẻ vào năm 2018 Về một chuyến đi của bạn ấy Tôi tên là Phong, Thời điểm đó tôi 25 tuổi. Tôi là tài xế cho một công ty. Thì cái đợt đó là kéo dài trong khoảng 2 ngày. Tôi được công ty điều ra Phan Thiết để giao hàng cho đối tác. Trong suốt quá trình tôi đi lên Phan Thiết thì mọi chuyện đều rất êm xuôi. Cũng có bị công an bắt vì chạy quá tốc độ. Khi đến nơi thì công ty hẹn là ngày mai mới nhận nên tôi đành phải ghé vào một khách sạn ven đường để nghỉ ngơi chờ đợi. Ngày mai giao hàng xong rồi sẽ về. Vào khách sạn nhận phòng, tiếp tân đưa cho tôi một cái phòng ngay cuối hành lang tầng 3. Căn phòng thì nhìn có vẻ sang trọng và sạch sẽ, nhưng đâu biết, ngoài cái vẻ sang trọng đấy thì căn phòng này lại chứa đầy những câu chuyện huyền bí mà ghê rợn cả người. Bước vào phòng, tôi đi tắm để chuẩn bị ăn cơm. Sau đó, đến khi vệ sinh cá nhân thì cũng đã gần 11 giờ. Tôi cũng thấm mệt nên quyết định là sẽ đi ngủ. Thì tôi nghe thấy trong toilet có tiếng nước chảy, mà tôi nhớ rất rõ là lúc tôi ra đã khóa hết lại, sao lại vẫn có tiếng nước chảy bên trong. Tôi mới quyết định là đi vào để xem thì không thấy gì cả, bể tắm vẫn khô chứ không có ướt như tiếng mà tôi nghe thấy. Tôi cũng cố gắng ăn ủi mình là tại mệt quá nên suy nghĩ tào lao nhưng khi tôi vừa xoay qua vô tình có thấy trong gương phản chiếu lại một khuôn mặt của một người đàn bà mà chỉ có một bên mặt lúc đấy tim tôi đập loạn xạ cố gắng lấy lại bình tĩnh thì không thấy gì nữa cảm thấy là mình bị choáng váng nên tôi quyết định đi vào giường để nằm nghỉ do mệt mỏi và suy nghĩ nhiều nên tôi thiếp đi lúc nào không hay nhưng trong cái giấc mơ đấy tôi thấy rất rõ có một người đàn bà bước đến giường tôi, nói là "Mày mới đến à? Sao đến nhà tao mà không xin phép?" Tôi cảm thấy sợ run hết cả người và bỗng giật mình vì chuông báo thức reo lên. Lúc đấy dậy là khoảng 6 giờ sáng. Người tôi như vừa tắm xong, mồ hôi ra ướt đẫm cả người. Tôi có cố gắng suy nghĩ về cái giấc mơ đó và người đàn bà đó là ai, tại sao lại nói đây là nhà của họ? lúc tỉnh dậy với muôn vàn câu hỏi như vậy, nên tôi mới định bụng là bữa nay tiện xuống lầu ăn sáng sẽ hỏi thăm Lệ Tân về cái lịch sử của khách sạn này. Nhưng khi bước xuống lầu, tôi lại được một pha hoảng hốt vì ngoài tôi ở khách sạn thì không có một ai ra vào khách sạn này cả. Câu hỏi lại vang lên trong đầu tôi là tại sao khách sạn này nằm ngay mặt tiền đường lớn mà lại vắng vẻ đến lạ kỳ như vậy. Tôi vẫn điềm tĩnh xuống hỏi cô Lệ Tân về việc khách sạn này nhưng chưa kịp hỏi Thì cô gái có cái hành động rất lạ thường Ánh mắt như có chuyện gì đó rất kinh khủng Vừa xảy ra với cô ấy Tôi đang định lên tiếng hỏi thăm Thì cô gái tỏ ra rất giận dữ Bảo là tôi tính tiền lại đi Rồi đi dùm Tôi mới bất ngờ lắm Nhưng cũng ngán khách sạn này nên quyết định là tính tiền luôn Để rồi còn về Sài Gòn Giao hàng sổ sách thì cũng gần 12 giờ trưa Định lái xe về Trên đường sẽ kiếm cái gì ăn thì lại bị tai họa xe tự nhiên mất thắng tôi nhớ rất rõ là lúc đến công ty thì thắng xe vẫn an toàn vậy mà sao bây giờ lúc đấy tôi hoảng loạn vô cùng làm đủ mọi cách để các xe trước mình né ra để mình khỏi phải gây tai nạn và cuối cùng tôi vội vã lao vào đám cây bên đường với ý nghĩ là xe sẽ bị mấy cây to chặn lại nên sẽ dừng được nhưng khi xe dừng hẳn tôi đã kiểm tra lại phần thắng thì vẫn thấy hoạt động tốt chả hiểu lý do tại sao lại bị như ban nãy nên tôi mới quyết định khi thấy có một gara ở bên đường tôi có nhờ họ kiểm tra xem thế nào họ mới bảo tôi là bộ mới leo núi hay sao mà xe kinh thế tôi cười và không dám nói vì sợ họ không tin lại bảo là bị khùng họ kiểm tra toàn bộ xe thì chả bị sao cả nhưng tại sao lúc nãy xe đạp thắng thì không ăn tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh và tiếp tục đi về sài gòn khi đang trên đường về gần đến ngã ba vũng tàu tình trạng mất thắng lại diễn ra tôi đã biết mình bị ma trêu nên quyết định trả hết số để cho xe chạy chậm lại khi dừng hẳn tôi vội vàng đi mua bánh trái đốt điều thuốc cầu là đừng phá tôi nữa nếu tôi có phạm gì tới mấy người thì mong mấy người bỏ qua cho tôi tôi xin hứa nếu có dịp trở lại phan thiết tôi sẽ cúng cho quý vị đầy đủ hơn Vài xong Tôi bước thử lên xe Nổ máy Thì xe chạy bình thường Cứ nghĩ rằng khấn vai xong thì sẽ bình thường Thế nhưng có vẻ như bóng ma đó Vẫn theo tôi cho tới tận về nhà Sau khi trải qua một ngày khá là mệt mỏi và đói Nên khi về đến nhà Tôi tranh thủ dọn dẹp nhà cửa rồi nấu ăn Định bụng là sẽ tắm xong Thì cơm sẽ vừa chín Ăn là vừa Đang loay hoay trong nhà tắm Thì tôi hết hồn vì thấy có một cái bóng núp phía sau cửa nhà tắm Tôi mới tưởng là có người lạ Nên tôi la lớn Ai vào nhà mà không chào hỏi Vô phép thế Nhưng cái bóng vẫn đứng y như thế Tôi bực bội Mở cửa ra định chửi Mà chưa kịp chửi Thì tôi đã phải đứng thử ra Vì bên ngoài chẳng có ai cả Cửa nhà vẫn khóa Không hiểu ai hồi nãy đứng đó Và tại sao lại đứng ở sau cửa như vậy Suy nghĩ rất nhiều về cái bóng Thì tôi phát hiện ra có một mảnh giấy đặt ở trên cái tủ gần đó trên mảnh giấy có ghi mấy chữ như thế này mày quên tao rồi à đọc xong tôi thấy lạnh cả người tôi vội lấy khăn lau người rồi mặc đồ vào và tính đi ra ngoài ngay đang định rút nồi cơm ra thì phát hiện ra cái mảnh giấy đó lại có dòng chữ khác nhà đẹp đấy Thế là lúc đấy tôi không biết là liệu có phải là mình bị hoa mắt hay không Rồi có một tiếng cười phát ra từ chỗ nhà tắm Tôi ba chân muốn cẳng lao ngay ra đường Chạy sang nhà thằng bạn tôi Cách đó không xa Xin cho tôi ngủ nhờ Nó thì tỏ vẻ ngạc nhiên Nhưng khi thấy mặt tôi như người chết Nó mới cho tôi ngủ nhờ Sau đó tôi có nhờ một vài người trên các diễn đàn tâm linh Hỗ trợ xem Thì không có chuyện gì liên quan tới cái bóng đấy nữa nhưng kể từ cái ngày hôm đó Thì có nhiều chuyện khác lại xảy ra Vào một đêm tôi vẫn nhớ đó là ngày 24 tháng 2 Cũng tầm khoảng 23 giờ 15 Sau khi nói chuyện với cả team xong Thì cũng là như thường lệ Tôi ra ban công ngồi để hút thuốc và hóng gió Phía trước nhà tôi thì có một cái sân banh khá to Cách nhà tôi khoảng 7 mét Hàng đêm tôi lúc nào cũng hay ra đây ngồi nhìn xuống sân banh thì chẳng có gì xảy ra Nhưng cái đêm hôm đó thì lại khác Bữa đó sân manh đóng cửa nên tối thui Thì tôi mới nhìn sang phía bên trái của sân manh Có một cái cây khá là to Tôi thấy rõ ràng có một bà già đang làm những hành động rất kỳ lạ Lúc đầu thì tôi tưởng là người nhà của chủ sân manh Nhưng khi có những ánh đèn le lói từ những căn nhà kế bên Thì tôi đứng hình vì phát hiện ra Bà ấy không có chân Bà ấy chỉ có mỗi nửa cơ thể mà thôi trong lúc tôi đang ngờ ngác Thì phát hiện ra bà ấy bắt đầu di chuyển lên cây Rồi mới chuyển sang các cảnh khác Bà ấy làm những hành động đó rất nhanh Và lặp đi lặp lại rất nhiều lần Tôi lúc đấy sợ muốn chạy Mà chân như bị dính keo Không thể chạy được Thế rồi lúc bà ấy trèo vào được sân banh Thì tự dưng bà ấy dừng lại Rồi nhìn lên phía ban công nhà tôi Lúc đấy Bà ấy nở một nụ cười mà chắc đến già Tôi cũng không thể nào quên được Sau khi bà ấy thấy tôi xong Thì bà ấy lướt rất nhanh Về phía bên phải của sân bay Và mất hút Sau đó chân tay tôi mới nhúc nhích được Và tôi té cái bịch xuống nền nhà Mồ hôi đổ ra như tắm Tiếp tục sẽ là những câu chuyện Do bạn có facebook là nhân Nguyễn chia sẻ Vào năm 2020 Khi đấy vào hè năm 2004, ông anh rể mình được 19 tuổi, học năm thứ nhất đại học xây dựng. Nhóm bạn đại học gồm có 6 người, rủ về nhà một anh chơi ở thị trấn Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Lúc đó thì toàn đi bằng xe Dream Thái, quay tàu, nhưng với cái sức trẻ của thanh niên nên cũng chịu khó vượt suối vượt núi mà đi. Đến nhà anh kia thì ngày đầu tiên chỉ ăn nhậu là hết ngày rồi. Qua đến ngày thứ hai, do lạ chỗ nên ngủ không được. Anh rể mình cùng với một anh nữa thức dậy sớm để đi khám phá. Theo trí nhớ của anh rể mình, thì chạy được một hồi, thì gặp một cái chợ quê, ghé vào mua hai gói xôi, tiếp tục chạy theo con đường đó một hồi nữa, thì vào một cái xóm hơi thưa nhà. Bỗng nhiên anh mình mới chú ý tới một cái ngôi nhà có cây bông giấy to đẹp và cây xoài chịu quả tuy nhà có hàng rào nhưng do cây xoài nằm sát ngoài quả thì nhiều nên anh rể mình mới nói với anh phía sau là canh chủ nhà để anh mình trèo vào hái vài quả anh rể mình kể là lúc vừa leo rào vào nhà tìm thấy trong sân nhà có hai cây mộ và không hiểu sao anh kia canh kiểu gì mà lúc đang hái xoài thì mới thấy có một bà cụ đứng ở dưới nhìn anh từ lúc nào bà mới bảo xuống đi cháu muốn hái thì vào xin bà bà lấy cây thọc cho leo lỡ té thì khổ rồi bà ra ngoài mở cổng cho anh kia vào cùng thế là hai anh mới xin lỗi nói là do thấy xoài ngon mới nghịch nên như vậy bà mới mời hai anh vào nhà để uống trà tóm tắt sơ cái cuộc nói chuyện thì bà tên là chín thìn bà ở với cháu gái còn con trai bà và vợ thì vào sài gòn công tác cho nhà nước Nói chuyện cũng lâu lâu, anh và bạn mình thì mới xin phép về. Thì cháu của bà cũng đi học về. Tên của chị này là Phi Yến, lúc đấy 15 tuổi. Anh rể mình cũng nén lại một lúc làm quen rồi xin phép về. Trước khi về thì bà có nói là như thế này: Có hai bà cháu cũng buồn, các cháu rảnh cứ ghé qua chơi với bà. Tới gần trưa thì mới về lại nhà bạn anh mình. Tụi bạn thì cứ thắc mắc là hai thằng đi đâu từ sáng đến giờ Anh mình với cả bạn anh ấy thì chỉ cười nói là mải lo ngắm cảnh Đến chiều ngày hôm sau Không biết có phải là do sức hút của cháu bà hay không Anh rể mình với cả anh kia lại tiếp tục không nhậu với mấy anh ở nhà Mà đánh lẻ qua thăm bà Chiến Thìn Thì dường như bà biết trước mở cổng đợi Còn Phi Yến thì đã nấu một bữa cơm thịnh soạn Xong bữa ăn thì anh mình cũng xin được nick Yahoo của chị Phi Yến Lúc đó thì Facebook chưa phát triển Nên ghi giấy nick Yahoo Để ra nét thì kết bạn sau Sau cái buổi đó Hai anh cũng tạm biệt bà và chị Phi Yến Nói là sẽ vào lại Sài Gòn Vào ngày mai Hứa là có dịp thì sẽ vào lại thăm bà Sau cái ngày hôm đó Nhóm anh về nhà Và đặc biệt là anh vẫn còn liên lạc Với chị Phi Yến bằng Yahoo Nhưng có điều kỳ lạ là không bao giờ bên kia mở webcam mặc dù anh rể mình thấy nhớ chị này rất nhiều mãi một thời gian sau bỗng dưng cái nick yahoo của chị ấy biến mất một cách bí ẩn như kiểu chưa từng tồn tại mặc dù lúc đó anh mình kể là anh ấy buồn rất nhiều tìm đủ cách cũng không liên lạc được thế rồi thời gian cũng trôi qua được hơn một năm anh lại có dịp về lại gia lai trong cái chiến dịch mùa hè xanh xóa mùa chữ cho người dân tộc thiểu số anh lại cố nhớ bằng trí óc và hỏi đường để quay về thăm bà chín và chị Phi Yến. Hết cả một buổi anh cũng tìm lại được cái chợ rồi con đường xóm tìm được nhà, nhưng khi vào thì phát hiện ra căn nhà xuống cấp trầm trọng. Anh rể mình mới lại chỗ quán nước mía hỏi thăm, nhưng chỉ biết đó là nhà của vợ chồng chú Thanh đi công tác bỏ đã lâu không thấy về. Thật sự anh rể mình lúc đấy rất hoang mang, mới nói là đâu có bà Chín Thìn Với cả cháu gái Phi Yến Thế nhưng chị bán nước mía quả quyết Là chị sống ở đây hơn 10 năm nay Chỉ biết lúc trước Có vợ chồng chú Thanh Hay về thờ cúng Còn giờ thì không thấy nữa Còn bà Chín Thìn hay chị Phi Yến là ai Thì cái chị bán nước mía không hề biết Anh mình mới bỏ đi ra ngoài Tìm hiểu Thì cách đó chừng 300 mét Có hai anh đang đánh cờ Anh mình lại hỏi thăm Thì hai anh đó mới nói đúng là đó là nhà của chú thanh thì anh rể mình mới hỏi là không biết là bà chiến thìn còn có tên khác không ta thì bác kia mới bảo cậu là cháu bà chiến thìn à anh rể mình thì rất là mừng vì chắc là bác này biết được nên nhận đại là cháu để hỏi bác ơi mới nói thế cháu là cháu của thằng thanh hay là cái ngọc về nhận lại nhà lúc đấy anh rể mình dối quá mới xin lỗi bác và kể lại đầu đuôi câu chuyện Nghe xong, thì bác ấy lại dẫn anh rể mình đi, mua nhang và hoa quả, đi qua nhà bái. Lúc đấy cổng không hề khóa, mà lúc trước anh rể mình cứ nghĩ là cổng có khóa. Thế rồi, ra trước hai cái ngôi mộ trước sân, trong cái sự ngỡ ngàng của anh mình. Hai ngôi mộ này thì từ lần đầu anh rể mình đã thấy, nhưng không có để ý. Bác mới nói, chắc có lẽ là do cháu hợp mạng với cả quý cháu, nên vậy thôi. Chứ thật ra bà Chín Thìn với cả Phi Yến mất gần 30 năm rồi Lúc đấy anh giải mình suy sụp hoàn toàn Không còn tâm trí tham gia chiến dịch mùa hè xanh cùng với mọi người Nên xin về trước Điều mà khiến anh trẻ mình băn khoăn mãi Đó là cái người chat với anh ấy qua Yahoo Không biết là ai Liệu có đúng đấy là chị Phi Yến hay không? Còn về mình thì vào năm 2019, mình trải qua một câu chuyện vừa sợ nhưng cũng vừa tiếc nuối. Đó là sau một thời gian tìm nhà trọ vật vã, thì mình cũng tìm được một chỗ lý tưởng ở quận Tân Bình, trong khu đường Võ Thành Trang, vì gần chỗ làm với chỗ học thêm. Cái chỗ này vẫn còn mới, nên theo chị chủ thì mới xây được tầm 8 tháng thôi, mà may mắn còn lại cái phòng số 5 duy nhất vì người ta mới chuyển đi. Giá phòng khi đấy là 2 ,8 triệu 8 chưa tính tiền điện, tiền nước và tiền trông xe. Khi mình nói là thuê ở một mình thì chị ấy còn giảm cho mình thêm 300 nghìn. Ba ngày đầu dọn vào thì rất bình thường nhưng tới ngày thứ tư thì mình nằm mơ thấy có một chuyện rất lạ. Đó là mình thấy mình nằm trong phòng ngủ và trên gác có cô gái đi xuống nhìn mình ngủ. Xong rồi cô gái đó còn vứt vào mặt mình một cái là mình giật mình tỉnh dậy luôn sau hai ngày tự dưng mình lại lặp lại cái giấc mơ y chang như vậy vẫn là những chi tiết mơ hồ mà không rõ được mặt cô gái chỉ cảm giác là cô rất đẹp cũng tới cái đoạn vuốt má là mình tỉnh dậy sau hai lần như thế là cảm thấy không ổn nên qua cái ngày hôm sau sau khi đi làm về mình có mua ít nhang mang lên gác để vái rằng không biết là có người khuất mặt ở đây nếu có thì xin cho con ở đây bình an đừng có chọc phá con thế rồi cái đêm đó mình lại gặp giấc mơ gần như tương tự cô gái từ gác xuống nhìn mình ngủ nhưng không hiểu sao lần này mình tỉnh dậy luôn và phát hiện ra là mình vẫn thấy cô gái đó đang đứng sát mình nhìn mình nhưng không phải là cái kiểu người máu me gì đâu mà trông rất đẹp nhưng lúc đấy mình rất là sợ. Mình chạy ra ngoài rồi mới phát hiện ra khung cảnh của xung quanh không còn là nơi trọ của mình mà là đang ở một cái xóm nào đó rất là lạ, kiểu như những năm 70 80. Nhà toàn là nhà lá, nhà gỗ không. Thế rồi mình thấy mấy người trong xóm chạy đi về một hướng, mình cũng tò mò chạy theo. Thì mới hóa ra trong nhà đó có một cô gái treo cổ. Lần này thì mình mới giật mình cái nữa và phát hiện ra là mình vừa mới mơ tiếp Lúc đấy mình nhìn điện thoại đồng hồ Là khoảng 3 giờ Mình sợ lên Youtube mở nhạc thiền Xong rồi thức tới sáng Sáng đó mình tính chuyển trọ Nhưng do mới ở được có tuần Mà lỡ cọc nguyên tháng nên cũng hơi tiếc Sau khi làm xong về thì cũng sợ Nên giả vờ kiếm lý do có phòng mới Nên mở tiệc rủ mấy đứa em chỗ làm qua nhậu Rồi bao chỗ ngủ luôn xong cái buổi nhậu có ba thằng và hai nhỏ em ở lại do phòng mình cũng rộng nên bốn đứa mình ngủ dưới đất cho hai bé em ngủ ở trên gác tối đó thì ngủ ngon thiệt không mơ gì cả cho đến khi đi làm có một con bé nó mới bảo là hôm qua ngủ phòng anh nằm mơ lạ lắm tự dưng có cô gái nhìn em ngủ xong rồi lấy tay tát em lúc tỉnh dậy em vẫn thấy đau mà trong khi mình hoàn toàn chưa kể cái chuyện gì mà mình gặp phải ở đó cho mấy đứa nhóc nó nghe thế mà con bé đó vẫn mơ thấy như vậy thế là mình mới quyết định là xin về sớm và dọn phòng chuyển đi luôn một câu chuyện nữa thì không phải là do bạn nhân nguyễn chia sẻ mà chuyện này do bạn ấy đọc được trên một group tâm linh của cộng đồng người việt ở nhiều quốc gia chuyện này do một bạn có nickname tên là Tuấn Nick cực chia sẻ. Mở đầu, bạn Tuấn có kể rằng bạn ấy có cuộc sống không tốt đẹp ở Việt Nam, cộng với việc bố mẹ bạn ấy ly dị nên năm 2015, bạn ấy nghe lời của một người trong xóm vượt biên sang Canada lao động chui. Cụ thể là ngày 14 tháng 3 năm 2016, sau khi làm việc xong, tầm 8 giờ tối bên Canada thì bạn nhận được email của một người lạ bằng tiếng Anh. Tạm dịch là bạn có muốn tìm kiếm sự sợ hãi, bạn muốn chinh phục nó, bạn hết động lực sống, bạn cần một số tiền để tốt đẹp hơn, thì hãy nhấn OK. Thấy email như vậy, thì bạn Tuấn mới nghĩ là ai đó giỡn, nhưng do tò mò nên vẫn phản hồi là OK. Tới lúc 9 giờ sáng hôm sau, đang làm việc ở trong xưởng đóng tàu, thì có một người Anh Quốc và một người da đen đến và nói chuyện với quản lý Sau đó một lúc thì họ đến nói với bạn Tuấn Bảo là bạn được phép nghỉ làm trong xưởng một ngày Giờ thì hãy về và nghỉ ngơi Chiều 6 giờ tại một địa điểm sẽ có người đến đón bạn ấy để tham gia thử thách Nói rồi họ có rút ra một nghìn đô cho bạn Tuấn Khi đấy thì trong đầu của bạn Tuấn có nghĩ là Có khi nào họ dụ mình đến đưa mình đi gặp cảnh sát để trục xuất mình hay không hoặc là bắt mình giết người chẳng hạn bạn tuấn có tính từ chối nhưng mà nghe nói là vượt qua thì giải thưởng lên tới cả triệu đô nếu không vượt thì một nghìn đô này cũng được làm lệ phí nghe thì siêu lòng nên là tuấn có đồng ý đúng 6 giờ tuấn ra cái vị trí đó thì có một chiếc xe quý tộc đời cũ đã đợi sẵn nhưng mà yêu cầu bịt mắt cho tới khi đến nơi. Đối với bạn Tuấn thì bịt mắt không quan trọng. Vì khi sống chui ở quê người, sáng làm tới tối, tối lại làm tới sáng, nên có bịt mắt hay không, bạn cũng không nhớ được. Tới nơi thì nhìn đồng hồ là gần 8 giờ tối, và được ăn tối ở một tòa lâu đài khá rộng. Bạn Tuấn mới nhận ra là ngoài bạn ấy thì còn có mấy người nữa tên là Hiwashi, Tess và Helen đặc điểm chung của mọi người là không có mục đích gì. Hiwasi thì giống như bạn lao động chui, Tess thì sống một mình, bố mẹ mất, Helen thì nghiện cần sa và cũng sống một mình. Và cái người ăn chung với mọi người là chủ của tòa lâu đài. Người này còn nói là hôm nay mọi người cứ nghỉ ngơi, mai rồi bắt đầu tham gia. Còn về công việc thì ngày công của mọi người đã được phép nghỉ làm nên cũng không lo. Tối hôm đó mỗi người được ngủ trong một căn phòng riêng. Từ sáng tới chiều hôm sau Mọi người cứ việc hưởng thụ Tới lúc 4 giờ chiều Thấy ngoài lâu đài đón thêm 5 đến 6 người giàu có Là bạn của chủ lâu đài Xong rồi chủ lâu đài có kêu nhóm Thì ngồi trên xe ngựa Được chở vào khu rừng phía sau lâu đài Lúc đấy mọi người Cũng hơi cảm thấy bất an Helen ngồi trong xe còn nói Là tối không ngủ được Do cô hồ gái nói là mai sẽ đi săn có khi nào mình trở thành trò tiêu khiển của tụi nhà giàu hay không?" Lúc đấy bạn Tuấn cũng sợ, nghĩ là nếu chết ở đây thì sao gặp được gia đình. Mặc dù hận ba mẹ, nhưng lúc đó bạn Tuấn vẫn nghĩ về họ và cuộc sống tại Việt Nam. Mọi người mới nói là phải xuống xe ngựa. Tép mới bảo cái anh da đen đang điều khiển ngựa là cho một người xuống, một người không muốn tham gia nữa. Anh da đen chỉ cười và nói, "Là chắc chứ." Ở đây ít chỗ nấp hơn Xong rồi thả mọi người xuống Nó là 6 giờ Bọn nhà giàu sẽ vô rừng Tiếng súng là dấu hiệu Mọi người bàn với nhau là nên gọi cảnh sát Bạn Tuấn nói là bức quá là bị trục xuất Chứ chán cảnh làm thuê lắm rồi Với lại tính mạng là quan trọng Chỉ có Hiwashi là không nói gì cả Bạn này thì nói là muốn ở lại Canada Chứ không muốn về Nhật Bản Nhưng khi mọi người quyết định cầu cứu nhưng gọi thì điện thoại không có sóng. Xong rồi, nhiều phương án được bàn tới, nhưng phương pháp của Tuấn là được mọi người đồng ý, đó là thay vì chạy vào rừng thì tìm chỗ nấp ven đường, và nấp gần nhau, có gì còn hỗ trợ nhau. Gạch đá, gỗ, những gì tự vệ được thì mọi người đều nhặt. Tiếng súng bắt đầu. Mọi người nghẹt thở chờ đoàn người đi săn bước qua. Lúc thế đoàn đi săn qua tầm 10 phút Tess mới kêu mọi người chạy ra ngoài ngược lại Né cái hướng lâu đài ra Nhưng Hiwashi thì không cho Nói là nãy giờ đếm mới có 4 người Mà chiều Hiwashi có để ý Là ngoài chủ ra thì chính xác là có 5 người bạn của ông ấy nữa Nín thở tầm 5 phút Và bị áp lực bởi tiếng súng từ mọi phía Thì đúng như dự đoán Còn có hai người đi săn nữa đi qua Tới tầm 5 giờ Mọi người mới ra khỏi chỗ nấp mà chạy Tuấn có nói thêm rằng Lúc đó mới thâm thìa cái câu Không đâu bằng quê hương đất nước mình Mọi người đi nhanh chứ không dám chạy nhanh Vì sợ phát ra tiếng động Đi không biết được bao lâu Vì cái vùng đất quê hẻo lánh Mà quá rộng Thì tìm thấy được một ngôi nhà nhỏ sáng đèn Tess mới kêu mọi người Chạy vô nhà cầu cứu Nhưng Helen không cho Vì nghi ngờ là không may Tuấn nick và Hiwashi thì chọn theo Tess Helen đành bất lực đi theo gõ vô cửa. Lúc đấy mọi người mới chết lặng Sáu người đi săn đã ở trong nhà từ lúc nào Họ cười nói Đấy mới là nỗi sợ thật sự Và test mới lộ nguyên hình Là kẻ đi săn thứ bảy Mọi người mới nhận ra Lúc này là chạy theo hướng Toàn là đi theo test cả Tuấn mới chỉ thề bằng tiếng Việt Helen thì khóc quỳ lại Hiwashi thì đứng như trời trồng Xong rồi cô gái mở cửa Nó là trò chơi giờ mới bắt đầu Test mới nói là nể tình lừa Nên cho mọi người 5 phút Đợi mọi người chạy Tuấn tâm sự Là đó là 5 phút nhanh nhất cuộc đời của Tuấn Helen, Hiwasi và Tuấn Mới nói là giờ không tin ai được Nên ba người chi ra ba hướng chạy Nếu ai may mắn sống sót Thì báo cho cảnh sát Biết đâu họ trốn trong này chờ cứu Từ đó Tuấn không nhìn thấy Helen và Hiwasi nữa Tuấn dùng chiến thuật cũ là nấp gần căn nhà Quan sát hướng đi của bọn biến thái Trong lòng cầu mong là mọi thứ vẫn ổn Tuấn kể là nhìn kỹ từng bước đi của bọn thợ săn Mới quyết định hướng đi của mình Lúc đấy là chạy chứ không đi bộ nữa Người bị dồn vào cõi chết thì không tiếc sức lực Tuấn nói là chạy tầm hơn cả tiếng đồng hồ Thì nghe thấy tiếng súng nhỏ dần Ra tới đường cái tới lúc này tầm 10 giờ khuya Gặp được chiếc xe tải và quá giang theo Tuấn kể lại Thì bên nước ngoài Chuyện quá giang xe là rất bình thường Thế thì xe đến một cái thị trấn nào đó Tài xế là người bản địa Hỏi Tuấn các kiểu Nhưng Tuấn chỉ nói là lạc đường Tới thị trấn Tuấn mới ra chỗ đồn cảnh sát và đầu thú Đúng là đất nước văn minh Tuấn nói là bị cảnh sát nhốt lại Gọi là nhơ bẩn mọi dợ Nói là cút khỏi đất nước tao các kiểu Tuấn nghĩ là miễn sao về được Việt Nam Chứ giờ sợ lắm rồi Nhưng có một kết quả không ngờ được là ngày hôm sau Tuấn được thả ra vì có người bảo lãnh Cái thời điểm mà bạn Tuấn viết cái bài này Thì cũng qua được 5 ngày kể từ cái vụ đó Bài này một thời khá là hot ở cái group tâm linh đấy Được mọi người trong group khuyên là liên hệ đại sứ quán để về Việt Nam Nhưng sau một ngày đăng Bài bị xóa Và bạn Tuấn không thấy online trở lại trong nhóm Câu chuyện vừa rồi cũng đã kết thúc tập nhân chứng sống ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy hay, đừng quên ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ MC. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo của series Nhân chứng sống.